Rất mong quý vị và các bạn có thể để ra những lượt like, những lượt subscribe dành cho luồng livestream này, dành cho kênh của chúng tôi. Đây sẽ là một cơ hội rất là tốt. Nhấn like cho luôn nè anh em ơi. Thằng Noah đánh được thằng Noah đánh được Jerry ấy nha. Trong những ván mà họ được thằng Noah có đánh được Jerry. Bây giờ nó đang bắt bàn Jerry trước nè. Nó nghĩ chúng ta sẽ đánh Jerry, nó lấy trước con Kalista luôn. Cắm mới chọn thì bên phía phân tích họ cắm đi ba vị tướng đó là Senna, Raven và Rumble. Trong khi đó, Gam cắm đi Azir, V cộng với lại cả Lucian. Như vậy là Kalista là vị tướng đầu tiên mà phân tích họ sẽ lựa chọn và Gam cũng sẽ không ok chuyển thành Varus đúng luôn nè. Cả Senna nữa và rất nhanh. Easy Love sẽ có được Varus ở trong ván thi đấu thứ nhất này. Trong khi đó thì Gam bình tĩnh tự tin nha. Của họ đang nhá vào Talia dành cho Emo. Đây là một sự lựa chọn tôi nghĩ là ổn dành cho Emo ở khu vực đường giữa. Bạn có một sự lựa chọn khả năng dọn lính tốt, đẩy đường tốt, di chuyển ra hai khu vực đường cánh hỗ trợ rất là hiệu quả. Đặc biệt giúp cho khu vực đường giữa các bạn khả năng tấn công vào Oscarinin. Một cái người chơi đang đứng dưới băng trụ rất là khó để phản ứng dành cho phía của Fnatic. Còn với Gam thì có vẻ như là clip vui đến từ phía của IG. Họ không còn chấp niệm con Tristana nữa rồi. Không có những sự lựa chọn ưu tiên về Tristana và đưa ra những sự lựa chọn rất mạnh ở khu vực đường của mình. Như vậy là Orianna, một vị tướng có khả năng kiểm soát lane nhỉnh hơn một chút xíu so với cả Talia. Điểm yếu của Ori đó là Ramsar hai cánh sẽ yếu hơn con bài Talia này. Còn bây giờ thì sao? Hiện tại thì Fnatic họ sẽ còn một lựa chọn cuối cùng. Liệu họ có muốn lấy một vị tướng đi rừng hay là vị tướng hỗ trợ ở trong thiếu này? Bởi vì đường trên thì cần phải giấu ở trong phase thứ nhất này. Tôi nghĩ hỗ trợ hiện tại cũng đang còn là khá nhiều. Họ có thể chọn cho mình đó là rừng để giúp cho Razor có sự lựa chọn để phối hợp với đội hình của mình một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Bên phía bên kia là Talia và thêm cả đó là Varus thì ưu tiên xin giao cũng được, nhưng có vẻ như họ muốn một sự lựa chọn rất là mạnh ở khu vực đường dưới. Kalista cộng với lại các Ash khu vực đường dưới, cặp đôi khả năng tấn công ở cấp độ 1 cực kỳ hiệu quả. Thì câu hỏi đặt ra người trở lại, liệu có đỡ đường đến từ một trong hai đội hay không, và không biết là có liệu có tình huống là game bắn súng ở đường dưới này không, bởi vì có thể sẽ là tình huống mà cả bốn xạ thủ có mặt ở đường dưới này khi cái Varus được đưa xuống đường dưới. Và bên phía bên kia chúng ta có Kalista kết hợp với cả một con bài Ash này. Gam đang suy nghĩ và quyết định họ lấy luôn Urgot sớm à. Trên dành cho Kiaia, một vị tướng có khả năng đi lane mạnh mẽ ở thời điểm đầu bắt đầu. Tại vì tôi đang thiên về cái việc cho nó tới đó là khu vực đường dưới dành cho bên phía của Gam, để phần ở đó bạn níu đổi đường, bạn giúp cho Varus vượt được kỳ đại khó khăn từ cấp độ 1 đến cấp độ 3. Và khi xuống lại khu vực đường dưới ở cấp độ 3 với Nautilus thêm cái là Varus, bạn cần rừng để hỗ trợ. Và bên phía bên kia là hai chất tướng thách máu có khả năng tấn công dành cho bên phía của Gam. Chọn cho mình đó là con Urgot dành cho Kiaia, một chất tướng mà ngày hôm qua ở ván 2 với con Urgot đã giúp cho Gam giành chiến thắng. Thì ngày hôm nay sẽ là sự lựa chọn, thực ra nghĩ là đang ở tâm thế rất là thoải mái đến từ phía của Gam. Họ chọn đường chơi xong, họ làm nhắm đến đường chơi. Và trong khi đó thì Fnatic họ cắm lên Tulus. Rồi quyết định cầm cái DPS này khi bị gì thắng 2-0 rồi thôi. Thì tanker là thứ mà Fnatic họ đang cần ở trong thời điểm hiện tại. Trong khi đó thì Gam, đội hình của họ không, Nguyên Trần nha. Có khả năng bắp bổ và tương đối tốt, nên là có thể sẽ là những vị tướng mở giống như anh Hảo nói là con bài Nautilus kia để chống lại chiến thuật hai xạ thủ khi đạt được cấp độ 6. Ngoài ra thì có thể sẽ là một vị tướng carry trong vai trò đi rừng dành cho Levi. Quyết định Levi lấy xin dao không? Gam, đó là con bài Nocturne. Liệu sẽ là một hỗ trợ mang thiên cấu rỉa máu? Levi lấy xin dao ngon á. Có thể sẽ suy nghĩ về việc chọn rừng dành cho Gam hay chăng tại bên phía bên kia, thật ra Levi lấy xin dao được á. Họ có thể bỏ màu cài vào. Với khả năng mở tầm rất là xa đến từ Maokai, thêm cả là Ash nữa, bạn giữ chân đối phương lại, sát thương dồn vào từ Kalista, sát lực cộng là cái Orianna, thì cái lượng chống chịu hiện tại của Gam chưa phải là quá nhiều. Để xem Gam sẽ chọn cái gì ở lượt thứ tư này, sẽ là rừng hay là hỗ trợ đây. Xin ra không? Lee Sin cũng được, xin ra cũng được ở trong tiểu này. Lee Sin à? Ok ok, tự tin luôn, đánh tự tin luôn. Là Lee Sin, má nó còn Bobby nữa. Trước đội ừ, đánh xin ra đừng đánh Bobby. Bobby mệt lắm, Bobby mệt lắm. Xin ra đi em, xin ra đi, xin ra đi. Xin giao đi, xin giao đi, xin giao đi. Đừng đánh Bobby. Sử dụng Kassante, đừng đánh Bobby. Thôi, còn đi lẹ sẽ thu thiệt một chút xíu so với cả Urgot. Ở cấp độ 1 thì bạn thấy ngày hôm qua khi mà với Kiaia cặp Urgot bước lên tấn công mọi người của đối phương, Kassante rất là khó lòng để đáp trả mặt sát thương. Họ chọn xin giao, một sự lựa chọn thật ra chắn được cái lượng sát thương từ tầm xa đến từ Varus thêm cả Talia, và có khả năng lao vào giữ lại đối phương lại với hiệu ứng khống chế hất tung đến từ con xin giao như thế này. Thì đấy là đội hình nhìn về cơ bản thì đã đánh như đoạn đầu rất là khỏe đến từ phía Fnatic. Nhưng đội hình của họ đang thiếu chống chịu, và đúng như anh làm dự đoán thì rất là khó lòng để chọn vị tướng khác khu vườn trên đối đầu với lại con Urgot. Kassante được chọn dành cho Oscarinin. Bây giờ câu hỏi là sử dụng hỗ trợ nào, Nico ở trong tiểu này cũng được, để thể cấu rỉa máu vào người của đối phương đáp trả ngược lại sẽ hơi thu thiệt một chút xíu, nhưng khi có được nổ hoa thì cũng có được những cái tác động nhất định. Còn Maokai ư, một vị tướng hỗ trợ đã thực sự là hơi yếu ở trong thời gian đây rồi. Annie thì tay hơi ngắn so với đối phương, nên nếu sử dụng Annie trong tay của Elio thì sẽ bị cấu rỉa máu tương đối nhiều.
và Mao Kai là Mao Kai ở trong vai trò hỗ trợ dành cho. Vậy là Gam muốn đổi đường hả? Hay là Gam đoán trước đối phương sẽ đổi đường? Tại vì con Mao Kai đi bot này sẽ rất là khó. Con Mao Kai rất là khó làm đối phương thoát được. Thậm chí là cả Kalista thì bạn có lượt hiệu khống chế ít nhất là giữ chân đối phương lại, khống chế đơn một. Nhưng mà nếu mà đi lane thì rất là khó. Như là Kalista hay là Orianna. Thế nên đội hình rất là nhiều sát thương phía ngoài đến từ. Đó mà giấu tên nha. Sẽ cần phải cẩn trọng các bác huyền thương đến từ con Xin Dao của Razorus. Rõ ràng là cái mảng trên của Gam đang giúp cho chúng ta cảm thấy vô cùng yên tâm khi có sự xuất hiện này từ Urgot, Lee Sin cũng kể Talia. Tại vì đi lane thì sẽ khá là khó. Thì Talia luôn là người con Mao Kai đi lane với hai con AD này là rất là khó chơi luôn. Bước các bạn bước một chân một cái nó bắn chết liền luôn á. Lớn dành cho Levi cùng với cả các bạn Lee Sin này. Nhưng tôi đang thắc mắc liệu có thể là đổi đường á dưới hay không khi bên phía bên kia là hai vị tướng xạ thủ rất mạnh ở thời điểm đầu ván đấu. Vậy thì câu hỏi đặt ra là liệu có đảo đường hay không, khi mà đảo đường sẽ giải quyết cái đèn đầu của ván đấu. Mao Kai ở cấp độ 1 gặp Ashe và Kalista rất là khó chơi. Nhưng nếu bạn đảo đường, bạn lên được cấp độ 3, bạn xuống là khu vực đường dưới cấp độ 3 có tốc biến, khả năng tiếp cận có, lượng máu được tăng thêm một xíu. Và sự xuất hiện từ Lee Sin với độ cơ động cao, khả năng thoát tầm nhìn của đối phương. Thì ủa hôm nay, mấy nay ngày gì bên Trung Quốc mà tụi em quay cấp bồ hoài vậy? Thì đó sẽ là điều mà giai đoạn đầu ván đấu nếu như gặp khó khăn sẽ cần phải giải quyết từ Gam. Nhưng rõ ràng là giải đấu VCS của chúng ta bữa giờ nha thi đấu đổi đường. Nên là không biết rằng liệu thời gian ngắn như vậy Gam có tương thích được với chiến thuật hay không. Giống như anh Hảo đã chia sẻ thì tôi nghĩ rằng chiến thuật đổi đường sẽ là một chiến thuật khá là hay dành cho Gam ở trong ván thi đấu này. Tuy nhiên bữa giờ quay hoài luôn á. Là liệu chúng ta có kịp phản ứng với những tình huống mà xoay tua liên tục ở trên bản đồ hay không? Ngoan Đức nha. Câu trả lời sẽ có ngay ở thời điểm hiện tại. Và bây giờ sẽ là ván thi đấu đầu tiên của trận thi đấu cuối cùng của vòng khởi động. Chỉ một cặp thi đấu này thôi, chúng ta xác định được cái tên cuối cùng tiến vào vòng phân nhánh. Và ván thi đấu thứ nhất diễn ra giữa hai đội tuyển Fnatic đối đầu với cả Gam Esports chính thức bắt đầu. Một tình huống di chuyển khởi đầu khi mà Ebon đi sát từ di chuyển rất là nhanh lên phía trên để cắm một con mắt trước để xem đối phương di chuyển như thế nào. Và đang đứng chiếm tầm nhìn. Đây là pha di chuyển rất là nhanh đến từ phía Ebon, tại vì với Talia nội tại bạn đi sát tường tốc độ gia tăng cực kỳ lớn. Và cắm mắt từ rất là sớm như thế này và cắm thậm chí là qua bên phía bên kia. Cộng với là con mắt được cắm sớm đến từ Kiaya. Một cái khởi đầu mà bên phía Gam đang muốn chiếm xem ở phía trên xem những tầm nhìn như thế nào. Trong khi đó ở phía dưới cũng có con mắt được cắm đến từ phía của Gam, đó là con mắt được cắm ở Easy Love. Và sẽ là một tình huống mà có thể biết rằng đối phương có đi vào phần rừng của Gam hay không. Vừa rồi là một tình huống mà chiếu cam có vẻ như anh em FA có vẻ hơi cay một chút xíu. Nhưng không sao cả, thì hôm nay là một ngày mà FA ở nhà xem game thì hoàn toàn tuyệt vời. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến ở trong ván thi đấu này. Fnatic họ sẽ kéo người lên đường sông trên này, có vẻ như họ đang muốn thiết lập một thế đổi đường, bởi vì rõ ràng đối đầu Gam đổi đường. À xin lỗi mọi người, là Gam sẽ đặt một thế đổi đường và bây giờ họ đang muốn đi thẳng vào rừng đối phương. Oscar Renin là người đang phải lui về và tạm thời thì Oscar Renin sẽ biết rằng là đối phương sẽ đổi đường. Nhưng mà pha di chuyển như thế này thì Elio ta muốn di chuyển qua bãi sói để nếu như cướp được nha, thật ra là tốt. Tại vì nếu như không cướp được thì đám chính xác từ phía Elio lao thẳng vào thì Elio anh ta có dư chấn. Tuy nhiên là Razak đã có cấp độ 2 rồi, anh ta sẽ lùi về phần rừng của mình, phần rừng dưới để farm tiếp. Trong khi đó thì tạm thời Elio cũng cả Kiaya cùng với cả Levi sẽ mất đi một nhịp nhỏ. Do đó thì cái pha vừa rồi là không phải là một pha mà có quá nhiều lợi thế dành cho Gam. Và đúng như anh Lam nói, tại vì khi mà Razak anh ta vẫn kịp khởi đầu cho mình đó là bãi sói, thì bây giờ ở nửa phần rừng bên phải của bản đồ, nghĩa là bùa xanh của Gam và thành ra là bùa đỏ của Fnatic, thì nó thuộc quyền kiểm soát từ Razak. Thì anh ta đang nhỉnh hơn một bãi so với lợi thế của Levi. Trong khi đó thì Levi có thể ăn cho mình đó là bùa xanh của đối phương, thành cả bãi cốc của đối phương, và di chuyển ngược về đó là bãi chim biến dị của mình mà thôi. Tại vì bây giờ đi xuống phía dưới gần như rất là khó khăn dành cho phía của Levi. Nhưng ở phía trên này rất nhiều tàn phá hủy diệt để tấn công vào công trình của đối phương. Còn ở phía dưới thì có vẻ như sẽ là không phải là quá nhanh đến từ phía Fnatic nha. Nhưng có một điểm là Razok đã giữ lại bãi chim. Trong đó thì Levi, bãi chim của Levi vẫn đang còn ở đó. Do đó nếu như farm như thế này, Levi sẽ lỗ một bãi so với đối phương. Và ngay lập tức thì Razok đi thẳng vào rừng của Levi và anh ta đang tấn công bãi sói này. Trong khi đó thì Elio cùng với cả Easy Love cùng với cả Kiaya dọn xong nguyên lính, đã có được một lớp thiên trụ ở đường trên. Tạm thời đổi đường thì mọi thứ vẫn đang ổn dành cho Gam khi mà họ có thể quay trở lại ở tầm cấp độ 3 cho tới cấp độ 6. Sự khác biệt là khu vực trên trước phút thứ 5 thì lượng giáp trụ và lượng khác phép của trụ nó nhiều hơn một xíu. Nhưng có một cái điều khác chính là Kiaya không di chuyển để hỗ trợ rừng dành cho phía của Levi. Kiaya ở khu vực trên rất là lâu để tấn công vào công trình để cùng hết lượng kinh nghiệm đến từ Easy Love cùng với Elio. Trong khi đó bên phía bên kia thì Oscarinian ta mất rất là nhiều thời gian để cùng cho Razok hỗ trợ. Thì cái chỉ số farm Razok có vẻ phần đó nó nhanh hơn và nhỉnh hơn một xíu so với Levi. Bây giờ anh ta vẫn còn cho mình đó là hai bãi quái rừng. Đúng rồi, phải đảo đường thôi. Mao Kai đi đường không được. Bây giờ đưa ra nếu khu vực đường dưới khi mà lượng giáp cứ mà dấu tên nha đang là ăn nhanh hơn một xíu đến từ bên phía của Fnatic. Mọi thứ vẫn đang ổn dành cho Gam. Hiện tại thì cả hai team đều không có bất cứ một cái lợi thế nào cả. Do đó thì chúng ta sẽ cùng xem là liệu cả hai team có muốn đổi đường ngược lại không. Nhưng có vẻ những dấu hiệu này thì đang cố gắng để đẩy tiếp
đến từ cặp bot hay. Và lại chấn tung ra, cấu đi một lượng máu không hề nhỏ vào người Humanoid và tạo điều kiện để giúp cho Levi. Không phải đồ nét nha. Đến từ anh chàng đoàn dốc này. Chúng ta được xem ở khu vực đường giữa. Đây là điều cực kỳ tích cực khi mà ngày hôm trước cái cuộc đối đầu giữa Emo và Humanoid. Emo gần như bị hủy diệt hoàn toàn. Tâm lý của anh ta gần như là chạm đấy. Nhưng với trận thắng ngày hôm qua với con Akali được lựa chọn thì phải nói rằng cái pha xử lý khởi đầu đang cực kỳ tốt dành cho bên phía của Gam. Như vậy là bây giờ Brazov vẫn đang có mặt ở dưới này. Và tình huống này Elio đang muốn hỗ trợ dành cho KAI ta dịch chuyển tới. Và Levi cũng đang mạng xuống mạng sông dưới này. Tức là đối phương sẽ không có bất cứ một cơ hội nào để băng trụ. Và điều đó đồng nghĩa việc là Gam họ đang đi trước đối phương một nhịp. Ok, và mọi thứ vẫn giải quyết được giai đoạn đầu không lỗi. Gam triển khai kế hoạch đổi đường rất ok nha anh em. Tại vì ăn giáp trụ vừa trưởng từ lâu. Nhưng đúng như anh Lâm đang muốn đề cập chính là cấp độ kia ra là cấp độ 3. Ở mạng ca nha. Lên là khu vực đường trên, cấp độ 3 và cấp độ 2, bạn sẽ có lợi thế về mặt đẩy đường so với đối phương. 5 phút đầu tiên của Gam là muộn bập vẽ, xong rồi tụi nó thực hành là chuẩn chỉ luôn nha. Easy Love và cái Elio rồi. Cấp độ 2 đến từ Elio, hết một vài 10 điểm cho ban huấn luyện của Gam với cái kế hoạch này. Khả năng tấn công từ Levi và Elio sẽ có khu vực đường dưới. Tuy nhiên Levi không giữ được bãi sói của đối phương đầu tiên, sau đó ra dốc vào rừng của Levi cướp được bãi sói. Nên tạm thời có một sự chênh lệch nhỏ giữa chỉ số lính của hai người trên rừng. Rồng thì đã xuất hiện rồi, hiện tại Oscarinin cũng đã có cấp độ 3 và Urgot trong tay của Kia. Anh ta sẽ quay trở lại lane của mình để hứng quay lính này. Đây là một quay lính đẹp dành cho Kia để anh ta tạo ra một cái lợi thế về cấp độ so với đối phương. Và Levi sẽ farm tiếp những bãi của rừng này để gỡ gạc lại so với cả Razok. Và chỉ số farm hiện tại thì Razok đang làm cực kỳ tốt nha. Cấp độ 5 của anh ta một nửa thực hiện cấp độ 5 rồi. Cái đó phía kia Levi chỉ là mới cấp độ 4, qua được một xíu mà thôi. Sẽ rất là khó khăn tại vì như nói vậy ban đầu khi mà anh ta vẫn kịp ăn cho mình đó là bãi sói. Cấp độ 2 có thì anh ta lợi thế hơn về những bãi quái rừng. Và bây giờ thì 45 số rừng đỡ từ phía của Razok. Cái đó phía này Levi chỉ là 32 mà thôi. Ăn cho mình đó là cốc vẫn cấp độ 5 đỡ từ Levi. Nhưng ở khu vực đường dưới hiện tại đang phá bớt tầm nhìn đến từ Elio. Và cơ hội tấn công là có. Nhưng rõ ràng thì Razok cũng biết vấn đề này. Anh ta đang không di chuyển lên nửa cánh trên. Anh ta di chuyển xuống phía dưới. Tôi đã hơi ngại một chút anh Hảo ạ. Bởi vì rõ ràng chúng ta là người chủ động đổi đường. Cái trụ đầu tiên đường dưới của chúng ta lại đang thấp máu. Và đối phương thì lại là một kèo công nữa. Nên là không biết cái trụ này sẽ bị bắt đi sớm hay là muộn đây. Càng giữ cái trụ này càng lâu mọi thứ nó sẽ ổn hơn dành cho Levi về luôn trong rồi. Trong khi đó thì Razok tận dụng. Như vậy Levi sẽ đánh sâu hả? Cấp độ so với đối phương. Thì anh Boss đánh 3-3 bây giờ chắc cũng không lại anh em hơi khó còn xíu. Còn Levi sẽ phải về nhà một lần. Kiaia bây giờ anh ta quay trở lại lane rồi. Nhưng rõ ràng Oscarinin đã có cấp độ 4. Cấp độ 6 là một cấp độ cần thiết để giúp cho Kassante có thể bật lại trong kèo đấu với cả Urgot này. Ít nhất là trụ một cách ổn định. Cái vấn đề đây khi mà chọn con Maokai là chắc chắn đi đường không lại. Cho nên là Gam bắt buộc sẽ phải là đội triển khai một cái kế hoạch đổi đường để hạn chế cái việc thua của Easy Love và là Elio. Mặc dù là sau khi đổi lòng vào một hồi thì chúng ta vẫn thua một chút xíu, nhưng mình nghĩ là nó vẫn sẽ đỡ hơn chuyện là để đi 2-2 ngay từ đầu. Tôi nghĩ là ổn. Nhưng ở khu vực đường dưới này có những khó khăn khi bị kéo máu liên tục từ Elio bị Easy Love. Khó quá ta. Như vậy và thậm chí là Emo không có dịch chuyển. Anh ta đã có mặt đất dậy sóng rồi đang cố gắng chạy xuống đường này. Nhưng Humanoid là người đẩy trước và hồi máu cái Easy Love kích hoạt lên. Lao thẳng tốt. Vào và xử lý tốt dù đặt bất biến về. Anh ta vẫn bị thiêu đốt và anh ta làm xuống rồi. Một đổi một nhưng sát thương. Hay ơi, hay. Nhưng vẫn là hai đổi hai bất biến từ Noah. Sát thương là đủ anh ta thoát khỏi đến từ đạm trụ. Nhưng dù sao đi chăng nữa, băng trụ vừa rồi vẫn là hơi fail. Đó là pha xử lý tốt đến từ cả Elio lẫn Easy Love trong pha mà nhắm vào người của người đó. Tiếc quá Elio ăn tới hai mạng. Thôi không sao, vẫn bị hạ gục đến từ Jun. Chỉ có điều đáng tiếc chính là hai đứa hạ gục nằm trong người của Elio chứ không phải là một đứa gục Easy Love hoặc là Elio. Thì đây là một điều tôi nghĩ là vẫn tạm ổn. Ba người đối phương tấn công vào hai người, mình vẫn đổi được hai mạng. Tôi sợ pha đấy là mất cả hai người luôn, nhưng hai đổi hai đã là quá thành công rồi. Bởi vì rõ ràng là Emo anh ta không đẩy được so với cả Humanoid. Nếu như chờ thêm một khoảng thời gian nữa không chỉ là 3-2 mà là 4-2 trong cái trường hợp mà Easy Love cùng cả Elio đang rất thấp máu. Nhưng đây là pha xử lý mà Easy Love ta khởi đầu trước đó một pha bắn quy chính xác của ta bằng người của Noah đã mang lại lợi thế rất lớn về lượng máu. Còn đây là pha mà canh nhịp rất là tốt với từ Elio nha. Anh ta canh nhịp đối phương vừa tấn công vào W vào người của đối phương bên công Maokai giữ lại và Razok biết rằng mình bắt buộc phải vậy rồi, tại vì xử lý này đâu có thời gian đâu mà nhường mạng gì đâu, bắt buộc phải như vậy rồi, xui thôi. Chứ không có gì dở, pha đó là đánh quá hay rồi. Cách mà Gam đáp trả hai người khu vực đối dưới ta vẫn nói là đây là hai người chơi không phải là quá tốt một kỹ năng. Nhưng pha vừa rồi là pha xử lý minh chứng cho việc rằng kỹ năng của họ không tệ tí nào cả. Và rút được pha tiến đấu rồi, tôi nghĩ là anh ta bắn hơi sớm. Razok chưa kịp thời tiếp cận các thành viên còn lại của Gaming Sport ở dưới này. Nên là cái cự ly đội hình của Fnatic họ đang rơi một cái trạng thái nó không ổn ở trong pha giao tranh vừa rồi. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì Gam cũng đã có một pha được gọi là phản công thành công. Nhưng thế trận ở thời điểm hiện tại vẫn đang có một chút khó khăn. Noah cùng cả Jun đã cấp độ 6, trong đó Easy Love cùng cả Elio mới chỉ đạt cấp độ 5 mà thôi. Levi ở trong thời điểm trước đó thì anh ta tận dụng thời điểm đó anh ta đi vào dòng đối phương cướp đi bộ sạch. Cái khó khăn bây giờ nó sẽ còn lớn hơn khó khăn trước đó, mặc dù đối phương không có hai tốc biến.
Nhưng sự khác biệt chính là đại băng tiễn có, định mệnh vẽ gọi có từ Fnatic. Khả năng băng trục họ được gia tăng rất là mạnh mẽ, trong khi đó thì Easy Love và Elio chỉ mới cấp độ 5. Khó nha, không có tốc biến rồi, chết rồi. Elio nguy hiểm. Đại băng tiễn, tốt quá. Lee Sin tới rồi, Lee Sin tới rồi, Lee Sin tới rồi. Ui, xong đúp trước. Levi không muốn đúp trước hả? Và Easy Love đang có cấp độ 6 rồi. Brazok đang muốn mang trụ, Easy Love không có phép bổ trợ. Ai là người chịu sát thương từ trụ đây? Đó là Xin Dao, định mệnh vẫy gọi tung ra. Lần này thì mình nói phải trả giá. Tuy nhiên sát thương từ Xin Dao là quá khủng khiếp. Và Levi là người đã có double kill dành cho Noah. Chúng ta mất đi đó là ba người Elio, Easy Love cộng với cả Levi. Chỉ đổi ra được một người đó là Humanoid mà thôi. Vì đối phương có định mệnh vẫy gọi, có đại băng tiễn, có rất là nhiều công cụ để tiếp cận vào. Và Brazok cực kỳ khỏe cấp độ 7 này. Một pha giữ cốc thành công đến từ Imo. Imo muốn tiếp cận vào người của đối phương nhưng cực kỳ khó khăn vì lượng cấp độ chênh lệch thời điểm đó thì cấp độ 5 đến từ Elio mà thôi, nhưng là cấp độ 6 đến từ Jun. Họ tận dụng rất chính xác thời điểm cấp độ vượt trội đến từ hỗ trợ và tấn công vào đúng thời điểm. Và góc của chúng ta cũng không phải là một góc đẹp để đánh ở trong tình huống này. Elio anh ta chưa có cấp độ 6 và cố gắng để né mà thôi. Nhưng Levi đang đứng hơi xa và hơn nữa thì Elio anh ta tụt máu nhanh quá. Nếu như còn nhiều máu Levi không muốn đứng vô đá trước. Pha này cũng rất là khó dành cho anh phía của Gam tại vì Levi không muốn đúp vô đá trước, tại vì đằng nào thằng Elo nó cũng không có tốc biến. Levi muốn giữ cái nổ lâm cước lại để đánh tiếp pha tiếp theo. Cho bên phía của Fnatic khi mà áp lực của từ Humanoid nó khiến cho Elio rất là dễ dàng bị hạ gục. Nhưng ít nhất là tôi thấy có một điểm sáng nhỏ nhỏ, Imo xử lý kỹ năng chính xác cho pha mà quan địa chấn vào người của Humanoid khiến cho ta bị hạ gục. Đại băng tiên nó trúng vào người của Kia. Ừ, AD nó khỏe quá. Có cho mình một pha kinh thị nhưng không đủ khả năng sống sót. AD nó khỏe quá. Tiếp tục có được điểm hạ gục thứ tư. Con Ash đang gây ra quá nhiều những khó khăn. Má ván trồi quá. Băng tiễn chính xác đến từ Jun. Dứt điểm thành công được đó là Kia Gia không vừa trên địa gục. Nó dành cho Nova. Còn Kalista của anh ta đang vượt trội so với thời gian. Chỉ số farm thì bằng. Nhưng rất nhiều giáp trụ không vừa dưới và cả trụ 1. Dịch chuyển ha? Dịch chuyển phản công hả? Nhưng dịch chuyển. Dịch chuyển tới đòi lại những gì đã mất. Wow, đó là xa quá. Không phải đó là Emo. Nhưng tuy nhiên quyền lực thiên nhiên nó lại hụt mất rồi. Và Jun anh ta đang có mặt ở đây. Không có chiêu cuối. Levi đang tới. Sóng âm tung ra. Thôi chạy đi, chạy đi, một chiêu hết rồi. Và tấm tạm đặt ra là dốc là người bị dính qua đây chấn. Người bị giữ chân lại. Đó là hỗ trợ của đối phương. Tuy nhiên bên này thì Emo chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Levi đá nộ lòng cướp bởi vì Razok lao vào áp sát quá mạnh mẽ. Tuy nhiên sẽ chỉ là một ở một mà thôi. Nhưng tôi cảm nhận ở pha này chúng ta cũng không có được lợi thế và đối phương lại là người kiểm soát được sâu. Cái góc khởi đầu chiêu cuối từ Elio rất là khó tại vì đối phương đứng ở tầm rất là xa. Dịch chuyển đến từ phía của Emo muốn tấn công chung với đồng đội của mình. Nhưng tập tiếp cận là không đủ và Kinoa ta vẫn luôn kịp cựu trở về. Và đế gục vừa rồi, đế gục rất là quan trọng dành cho phía Fnatic khi họ hạ gục thành công được Emo, ngắt đi nhịp pha của Natalia không vừa đường giữa. Trong khi đó chúng ta được một đế gục và điểm hỗ trợ mà thôi. Xuống nằm xuống. Đại băng tiễn tung ra, chúng ta thấy được sự chênh lệch về đồ nó đã thể hiện rõ ràng ở pha thi đấu đó. Xin ra của Razok đã có giáo thiên linh, bây giờ xoáy tung ra vào người của Elio. Elio đã cố lùi về, bắt buộc tốc biến về, có cả hồi máu nữa. Nhưng Kiaya đã bị tấn công, kích hoạt tốc hành lên. Oscar thì đang thả diều liên tục, tiếp tục vì hất tung đến từ Kiaya. Và anh ta tốc biến về, vẫn dính phong lôi thương và Q3 của Oscar Redin. Mạng dành cho Razok. Mọi kỹ năng được chính xác đến từ phía Australian cộng lại cả đó ở tình huống vừa rồi khi mà Kia tốc biến đi. Khó. Vẫn dính cái Q3 bị hất tung và vẫn bị hạ gục. Mất tốc biến bên phía chỉ là mất tốc hành ở từ Australian mà thôi. Và cái điều quan trọng là vẫn còn chiêu cuối của con Cassandra. Pha nãy là pha mà anh ta lò ra phía đằng sau, không còn chiêu cuối, Emo vẫn bị hạ gục. Bây giờ thì ở cùng vườn trên với 3 sao hư không vừa có được đến từ Fnatic. Họ đang tấn công vào công trình và một lượng tiền cộng thêm dành cho phía Fnatic. Và sẽ là một tình huống mà Gam cố gắng kiểm soát con rồng này để gỡ gạc lại được một chút tài nguyên so với đối phương. Lượng tiền chênh nhau ở thời điểm hiện tại đang là con số tương đối lớn, 4k tiền ở mới chớm phút thứ 13 mà thôi. Và Oscar Rinin, anh ta đang có một góc ổn, một cái thế ổn để đối đầu lại với cả Kiaya. Trong khi đó thì Noah bây giờ anh ta đang có là 7100 tiền. Và anh ta đang hơn so với cả người đứng thứ hai là 2k tiền. Và phải nói rằng cái chênh lệch giữa Noah và thêm và đối đầu với Easy Love là 2.700 tiền. Những vị tướng sát lực thì 2.700 tiền nó tương đương một trang bị lớn rồi. Đây cho cái lượng sát lực bây giờ rất là khỏe, những cú quy chính xác. Và đội hình chúng ta rất là khó để có thể chống chịu trước lượng sát thương như thế này đến từ Noah. Nhưng khả năng mở chúng ta nó vẫn còn ở đó. Đối phương không có tốc biến, đối phương không có thanh tẩy thì mới có cơ hội. Nhưng bây giờ thì Noah anh ta vẫn rất là an toàn. Tốc biến của anh ta vẫn còn, thanh tẩy của anh ta vẫn còn. Căn bản là bây giờ chúng ta phải tận dụng cái quyền lực thiên nhiên này tốt. Nhưng rõ ràng là Elio ở cái nhịp đầu tiên thì ta lại chưa đạt cấp độ 6. Ở cái nhịp tiếp theo thì cái quyền lực thiên nhiên đó nó lại không trúng vào ngực của đối phương. Do đó thì chúng ta đã bị thất thế ở trong một vài tình huống gần đây. Còn Noah bây giờ với hai món trang bị lớn sát lực thì anh ta chạy thẳng ra đường giữa để tiếp tục tạo ra những cái áp lực quanh cái trục đường giữa này và tạo thế để giúp cho đồng đội mình có thể di chuyển dọc sông dễ dàng hơn và thậm chí có thể xâm lang rừng của Levi. Ở đường trên thì vẫn là thế đẩy dành cho Cassandra Astridin khi mà
không có quá nhiều áp lực cho bản thân của anh ta. Còn đường dưới khi đã mất trụ rồi, rất là khó cho Yumo để đối đầu trực diện với là Humanoid. Lượng trang bị thì Humanoid đang hơn 1.000 tỷ so với là Yumo. Nó trang bị lớn rồi, nhưng mà Elio Noa tỉnh quá. Lùi về đến từ Elio, bởi vì nếu Easy Love anh ta không tung ra xích, có thể là Elio anh ta bị chài, bởi vì đối phương biết rằng anh chàng này không có tập biến. Rất là khó khăn cho bên phía Ugam. Thì bây giờ thì Levi bị tấn công. Levi bị dính đạn và tiến lao thì vào đến từ một cái bài xin dao. Nó lập cứ tung ra và dốc vẫn đang có sát thương tấp biến lên, và Levi có một chấm máu. Cái đam của xin dao này khủng khiếp quá. Và thậm chí có sự kết hợp đạn băng tiễn nữa, khi mà Zul ta bắn tiếp tục và chính xác vào người của đối phương. Levi muốn dùng cho mình đôi con mắt để hộ thể nhưng không kịp đến từ Levi. Mất tốc biến, mất chiêu cuối, có sự đổi từ Easy Love. Ít nhất là không có để hợp cho đối phương khi đối phương cũng mất cả tốc biến lẫn đó là cái chiêu cuối. Nhưng bây giờ thì muốn đi kiếm, muốn phát tầm nhìn, nhưng có vẻ như là hơi khó khi mà cái khoảng cách giữa Humanoid và Imo đang là khá xa. Elio chỉ muốn gây một vài áp lực cho Imo để tham mà thôi. Thậm chí là cả hai người này cũng không đủ sát thương để kết liễu vào người của Humanoid nữa. Chúng ta thấy là Humanoid đã có được món đồ lớn rồi, trong khi đó Elio, xin lỗi mọi người, là Imo vẫn đang cố gắng để hướng tới là một cái quyền trượng thiên thần thôi. Và đây là một tình huống mà muốn làm gì đây, có Lee Sin của Levi đang ở đây đủ. Điều này đồng nghĩa việc là Kiaya bắt buộc phải lùi về quyền lực. Tuy nhiên lại hụt có một trận cú hụt con xoáy được sử dụng. Imo là chịu người chịu sát thương đến từ trụ sóng ấp chính xác. Levi lao vào, Levi có được điểm ở cục này. Jun đang cố gắng để nấp sau lính, nhưng bây giờ Levi hộ thể để tiếp cận được người của Jun. Mặt đất sóng tung ra và bây giờ có định mệnh vẫy gọi, chúng ta mất hết rồi. Noah đã tiếp cận vào người của Elio và Elio bắt buộc phải lùi về. Đã bắt tiếp tung ra, nó nhắm vào người của đối phương trước nhưng đối phương đã nằm xuống rồi. Emo anh ta cố gắng lùi về tấp biến từ Emo nhưng anh ta cũng phải nằm theo sau. Quá khó anh chơi pha vừa rồi khi mà Levi có quyền của ta không xem mình không đường trên. Tại sao Razop lại bị kẹt lại như này? Razop chắc chắn là không đủ khả năng chống chịu và mạng sắt đao dành cho Easy Love. Nhưng khoảng cách bây giờ đó là hơn 5.000 tiền cho Fortis. Game họ liên tục đeo gục dành cho Noah, một người chơi đang cực kỳ khỏe đến từ Fortis. Nhưng nó hộ tốc biến á, pha sâu pha đánh rồng sâu á, nằm sau đẩy được thằng Noah cho Easy Love hay Imo hay được. Không có tốc hành, tuy nhiên Kiaya cũng không dám tiếp cận, mũi khoan tử thần là không có. Và cái tầm nhìn đứng sau của anh chàng Oscar Renin này thì pha rồng sau là con Kalista của nó không có tốc biến. Còn ở đường giữa thì sao? Pha đó là cơ hội cuối cùng á. Nếu như chúng ta đẩy được cái mạng đó cho Easy Love hoặc Imo thì là còn cơ hội vắng này. Không thì GG. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống là tại sao Razop anh ta lại bị kẹt giữa hai trụ thứ hai và trụ thứ ba. Anh ta cùng với Oscar Renin muốn băng trụ nhưng hai người này, ôi Oscar Renin nói bỏ ra do cái tình huống này. Lính cũng đã không còn, Razop buộc phải bị hạ gục mà thôi, và đeo gục nó thuộc vào cho anh phía Easy Love. Một pha sách đao tôi nghe rất là đáng giá dành cho anh phía của Gam. Nhưng ở khu vực đường dưới là một pha thất bại hoàn toàn từ Gam. Muốn băng trụ ba người nhưng cả ba người đi cùng nằm xuống, đổ đầu để hạ gục đến từ phía Humanoid mà thôi. Nếu mà đo cái lá phổi của Oscar Linh, chắc phổi anh ta to lắm đây. Trong khi đó thì tốc biến về và Levi là người chịu sát thương đến từ đạn bắn tiễn này. Sóng âm trúng vào người của Levi, Levi tiếp tục lao vào. Và tạm thời thì ra dốc anh ta nhìn Kalista kìa. Levi nộ long cước tung ra để đá đối phương về. Và pha trao đổi này là pha trao đổi mà chúng ta lỗ về chiêu thức so với đối phương. Và Humanoid đang có sự hỗ trợ đến từ Razop. Kiaya là người bị kẹt lại trong cái trụ thứ hai ở đường trên này. Để xem là Fnatic họ có muốn nhắm tới cái trụ không. Chắc chắn là có rồi. Và họ sẽ có được cái trụ thứ hai ở đường trên. Fnatic đang cảm thấy quá khó khăn khu vực đường giữa. Khi lính không có thể đẩy cho họ. Họ di chuyển ở khu vực trên có thể không phòng ngự được từ Kiaya. Chiêu thức của anh ta không hỗ trợ việc đẩy lính đến từ hình phía của Orgot như thế này. Thì bây giờ anh ta bắt buộc phải đứng sau lưng trụ hai của mình, và trụ hai đã có cho việc Fnatic 3 trụ đã có. Nhưng một trụ hai của vực trên độc lượng kinh tế rất là lớn dành cho anh phía của Fnatic. Khoảng cách về tiền là con số hơn 6.000 tỷ rồi. Để nuôi cái hy vọng quay trở lại ván thi đấu này thì Gam đầu tiên họ cần làm đó là shut down được anh chàng Noah trước đã. Rồi sau đó thì mới tính tiếp được. Levi ít nhất là anh chàng này cũng đã có được một con rồng đầu tiên của ván thi đấu. Nên là cái AD không tốc biến, AD nó không tốc biến, AD mid không tốc biến, AD mid không tốc biến. Tận dụng thời điểm này, anh ta đang muốn đi dọc sông và sau đó một mạng shut down và ăn con rồng thứ ba của ván thi đấu và không đây được sẽ rồi. Là con rồng thứ hai bỏ của Fnatic. Đấy là pha di chuyển bản đồ tôi nghĩ là hợp lý từ Gam khi đối phương di chuyển 4 người trong khu vực hàng rồng, ta di chuyển lên phía trên. Nhưng quang đệ trấn trúng với người của Jun, Jun bắn đạn bay tiến ra, Jun đang chịu tương đối nhiều sát thương, đồng đội của Imo lại không có mặt ở đây, do đó Jun này ta sẽ lùi về an toàn. Ít nhất là pha đứng bụi thành công đến từ Imo, quang đệ trấn chính xác cho đối phương mất chiều cuối, giảm bớt áp lực ở khu vực đường khác. Và trụ một khu vườn trên giải tỏa bớt và áp lực dành cho anh phía của Gam. Đấy là pha di chuyển bản đồ nó hợp lý nha. Đối phương di chuyển xuống phía dưới, mình lên lại phía trên, tấn công một công trình. Đối phương có được rồng 2, như là mà nói thì áp lực về rồng chưa phải là quá lớn cho Gam. Cho nên họ chấp nhận bỏ rồng, họ di chuyển lên phía trên, có thêm lượng kinh tế từ trụ. Như vậy là chúng ta sẽ cần phải phòng thủ chặt chẽ ở thời điểm này. Đây là thời điểm mà cái trụ đầu tiên ở đường giữa sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng để kiểm soát những cái sông ở trong những tình huống tiếp theo. Và hơn nữa thì những cái trụ ngoài của Gam cũng đã bị bắp đi rồi, nên là chúng ta cần phải kiểm soát cái phần rừng của mình là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là
để cho cái Easy Love tiếp tục phòng thủ ở đường giữa này. Một điểm sáng nhỏ nhỏ cho Gam khi mà tất cả mọi cái lượng chênh lệch về tiền đã nằm ở trên xạ thủ. Nhưng với con Kalista nếu như ta làm tốt và hiệu quả, đây vẫn là một vị tướng rất là khó vận hành những pha tranh khi mà cái lượng sát thương đúng là một nhịp rất là khỏe. Nhưng nếu như bạn nhắm vào được ở vị trí không có tốc biến thì cơ hội vẫn là có cho Gam mà thôi. Nhưng bây giờ câu chuyện là Razok đang cực kỳ khỏe nha. Như đang muốn bắt Razok à. Razok cực kỳ khỏe, anh ta có giáo thiên ly để hồi máu rất nhiều. Mặt đất dậy sóng lại đẩy Razok về hướng của Humanoid. Đáng tiếc là như vậy và chúng ta đã mất đi cơ hội tấn công ở pha thi đấu vừa rồi. Mất chiêu cuối đến từ phía của Gam để khả năng tiếp cận từ Imo. Bây giờ họ muốn tập trung ra khu vực đường giữa với ba người muốn tấn công vào công trình. Những dọn lính là điều không phải là quá khó khăn đến từ phía Fnatic. Bắn được một phát đến từ phía Easy Love mà thôi bắt buộc phải lui ra. Khi những cú quy của Noah bây giờ sẽ cực Noah sắp hồi lại tốc biến rồi. Farm tiếp hay không? Liệu Gam có muốn farm tiếp hay không? Đây, chúng ta sẽ phải đón lính ở đường trên và đường dưới này. Và sau khi mà đẩy xong một quay lính thì Emo của anh ta quyết định lùi về. Và Oscar anh ta còn chill đến mức là anh ta đóng băng lính để khiến cho đối phương mất đi một vài chỉ số kinh nghiệm. Thì rõ ràng ý đồ và nó rất là rõ ràng rồi. Họ đang muốn chờ con rồng tiếp theo và có thể sẽ đẩy một big wave đường trên và sau đó thì để Oscar chạy thẳng ra đường giữa đi chung với những người đồng đội của mình. Với đội hình này thì rõ ràng Fnatic họ không việc gì phải vội cả. Đội hình của họ có khả năng mở từ tầm xa. Cứ đánh càng lâu thì chống chịu của họ càng khỏe dàn tuyến đầu với Kassante thêm cả là chiêu cuối của con Xin Zhao nữa. Thì họ đang đợi những con rồng tiếp theo của ván đấu mà thôi. Trong khi đó đội vội ra là chúng ta đang cần những tình huống gỡ gạt ngược trở lại. Khoảng cách gia thủ đang cực kỳ lớn. Những cái điểm may mắn là khu vườn trên thật ra với những tình huống mà không chênh lệch quá nhiều từ Kiaya và Oscarin vẫn cấp độ tốt đến từ Kiaya. Nhưng cái điều bây giờ chính là cần thêm lượng sát thương từ Imo, tại vì nếu như không có sát thương bội từ Imo rất là khó dứt điểm một con Kassante thậm chí là Xin Zhao. Ở thời điểm này thì rõ ràng là không có nhiều mục tiêu trên bản đồ để giúp cho Fnatic họ có thể snowball. Và con Baron ở thời điểm hiện tại thì vẫn đang hơi quá tầm dành cho Fnatic một chút xíu, tức là họ có thể ăn được. Nhưng nếu như Gam ra thì sẽ là một cơ hội có thể phản công dành cho Gam. Do đó thì tiếp tục farm tiếp với cả hai team. Kia sẽ là người hướng nuôi lính ở đường trên này. Và Easy Love chúng ta đã thấy là anh ta chỉ ở đường giữa mà thôi. Giữ được cái thế lính tốt thì cái cơ hội để có thể lật ngược ở trong ván tiếp này là có. Với việc mà con bài Maokai về ra sau rất nguy hiểm khi kết hợp cùng với những người đồng đội mình. Với đội hình là cả hai sở hữu là sở hữu thắt lực cho nên bạn rất là khó để có thể tấn công vào Baron. Cho nên cả hai bên gần như không quá nhiều tầm nhìn ở khu vực Baron trừ Gam chúng ta. Chúng ta đang có những tình huống mà chơi an toàn, chấp nhận chơi chậm là một xíu. Khoảng cách về lượng tiền vẫn là con số lớn. Nhưng cứ giữ nguyên cái khoảng cách này nếu được kéo khoảng chừng 7-8 phút sẽ là một cơ hội rất là lớn cho Gam. Những câu chuyện là Fnatic tiếp theo là họ sẽ ăn cho mình ở con thứ 3 của ván đấu. Thì liệu Gam có sẵn sàng đi ra với 5 người hay không? Có vẻ như muốn kiểm soát Baron đến từ Fnatic rồi. Và họ đã về nhà mua tương đối nhiều mắt. Nhưng bây giờ các bạn có thể thấy là Noah đã có 3 món trang bị lớn. Đây là một sức mạnh khổng lồ dành cho một con bài Kalista sát lực. Với việc mà anh ta phi ra những cái giáo, sau đó thì anh ta giật tay vò, là cái lượng sát thương một nhịp cũng sẽ là khủng khiếp rồi. Chưa cần phải bắn quá nhiều lên đối phương. Còn bây giờ thì Levi cùng với cả Emo đang bắt đầu muốn di chuyển và cắm ra những con mắt để có thể bọc sau đến từ một con bài Urgot này. Nhưng rất cần cái quyền trượng một cái gì ta mặt nạ thống khổ Lian Rai dành cho Emo. Và với Jun có cho mình đó là cái kia một cái khả năng tập nhìn của anh ta đang kiếm trọn trên bản đồ. Cứ bắn hai phát bể ở con mắt và anh ta có liên tục di chuyển và cắm mắt khục rừng của đối phương. Elio gặp một vài sự nguy hiểm. Áp lực đến từ Razor và Jun là có, bắt buộc Elio phải lui về. Và khi đối phương tạo đủ áp lực ở khu vực đó là bãi chim biến dị, không có đủ người của Gam phòng ngự, trụ một cũng đã không còn cho Gam, họ mất đi đây là 4 trụ rồi. Nhưng cái điều quan trọng chính là khi không có trụ một, thế di chuyển của bạn từ khu đường giữa ra hàng rồng rất là hạn chế. Có một con mắt cho Urgot dịch chuyển ra sau lưng rồi. Đó đầu phía kia là một con Orianna. Thì bây giờ bạn đẩy lên khu đường giữa lên cũng không được khi đối phương là thế chủ động đẩy trước hoàn toàn đến từ phía của Fnatic. Như vậy là chúng ta sau lưng rồng trạng thái tương đối bất lợi. Rõ ràng là chất tướng về sau của chúng ta sẽ chỉ phụ thuộc vào những cái chiêu cuối cực kỳ quan trọng của con bài Maokai này thì mới tạo ra những cái điểm nhất định. Còn để mà trông chờ vào Lee Sin về sau thì hơi khó với đội hình mà đánh trực diện cực kỳ khỏe dành cho Fnatic. Và phải chờ sai lầm gì lắm. Anh ta né được cái tăm ở pha thi đấu vừa rồi. Mất đi kéo trong một tối là cũng càng đấy. Còn Kiaya sau khi mà đẩy xong quê lính này, anh ta đi thẳng vào rừng đối phương lên cấp. Đây là một khoảng thời gian được đánh giá là rảnh dành cho Gam, bởi vì rõ ràng là quyền kiểm soát con rồng sẽ thuộc về Fnatic. Chắc chắn Gam phải bỏ rồi. Ở cái thế tầm thời điểm hiện tại khi bạn nhìn được lượng trang bị từ cả hai bên, thua đơn hòa cho mình đó là cái đồng hồ cát rồi nha. Và hai trang bị phòng ngự khiến cho Orianna của anh ta bây giờ thành một dàn trắng, chứ không phải là một người sát thương chủ lực nữa rồi. Sát thương từ phía đằng sau đến từ Noah sẽ là khá nhiều. Orianna của Humanoid có thể gây được rất nhiều sát thương, nhưng ta có thể đứng ở phía trên, tại vì anh ta câu được rất là nhiều thức nha. Ta câu được thậm chí là cả chiếc muối đến từ phía của Elio nữa để có thể giữ lại cái dàn phía sau của mình an toàn. Các bạn có thể thấy là Fnatic họ chơi chắc đến mức mà người chơi đường trên lên lời thể hiệp sĩ để búp dành cho Noah.
đánh chắc đến mức cơ như vậy. Tức là mất cái mạng shutdown này thì mọi thứ nó có thể xoay chuyển hoàn toàn 100%. Nhưng mà câu chuyện rằng khi anh ta lên như vậy đồng nghĩa vì anh ta không đi đường với lợi thế của Kiaya nữa. Anh ta sẵn sàng cho những pha chỉ đẩy đường mà thôi, đẩy và di chuyển chung với đội của mình. Tại vì bạn đẩy mà đi chung thì cái kích hoạt của hiệp sĩ này nó mới có tác dụng hiệu quả. Khi các bạn đi một mình thì nó gần như không có quá nhiều giá trị. Đúng là những pha trận tổng bây giờ và tôi sẽ cực kỳ khỏe, nhưng vẫn còn những cơ hội cho Gam khi mà Gam đang đợi gì ta? Kiaya sẽ dĩnh hơn đôi chút so với là Oscarinin. Đợi đang Baron xong cướp mà. Hướng cho mình đâu còn trọng tiếp theo của bán đấu. Tại vì bây giờ ở cái thế như thế này thì cái khoảng cách về tiền nó vẫn được giữ nguyên. Xạ thủ vẫn là hơn 3.000. Đoạn này cũng vừa có đồ rồi nè. Cẩn thận Levi. Bài băng tiết tung ra trúng vào ngực của Levi. Levi hộ thể về. Có chịu rất nhiều sát thương đến từ con bài Kalista này. Và anh ta chỉ còn nửa máu mà thôi. Trong khi đó thì các thành viên còn lại của Gam cũng đã rút về ở pha thi đấu này. Thì rõ ràng việc mà đủ đồ rồi đó, chung với những người đồng đội của anh ta thử đánh đi sẽ giúp cho Kia có thể đẩy được. Nhưng nếu như muốn đẩy được phải kiểm soát tầm nhìn, và Fnatic họ đã kiểm soát tầm nhìn rất tốt ở trong những tình huống gần đây. Hiện tại thì Levi cũng đã không còn nhiều máu nữa, anh ta quyết định là về nhà ăn bãi chim này để hồi máu với phần rừng của mình. Easy Love vừa rồi dính tâm và dính sát thương đến giày vò nhưng cũng mất đi một lượng máu không hề nhỏ một chút nào. Cứ quy thì không có sát thương thì thật ra cái giày vò nó vẫn rất là đau đến từ phía của Nova. Bây giờ sát thương của anh máu góc nào ta là cực kỳ lớn với Kalista. Và sức ép đẩy đến từ Fnatic là có khu vực được giữa. Levi hai món luôn rồi nè. Rồng sau nha, rồng sau nha, rồng sau nha. Nhìn là của Gam kìa. Không có 3 phút. Biết rằng đối phương đang đứng ở đâu. Còn một pha mà có những sự hỗ trợ từ Emo, Easy Love an toàn. Nhưng rõ ràng thì Fnatic họ không việc gì phải vội cả. Cái khoảng cách chênh lệch về tiền nó vẫn là con số hơn 6.000 tiền. Và họ vẫn đánh theo cái nhịp đó là nhịp rồng. Họ đợi đến khi con rồng tiếp theo con rồng xuất hiện. Họ ăn rồng để có cho mình linh hồn rồng. Thực ra linh hồn rồng trong ván thi đấu này là một linh hồn rồng siêu mạnh. Đó là linh hồn rồng nước. Với một đội hình có khả năng nhấp nhả và cấu rỉa máu tốt như là Fnatic thì chẳng hạn, thì linh hồn rồng nước sẽ giúp cho họ triển khai cái chiến thuật này dễ dàng hơn. Và đội hình của chúng ta cũng sẽ có một vị tướng cấu rỉa máu với con bài Valor này, nên gặp linh hồn rồng nước là sẽ khó chơi đây. Và hiện tại thì con rồng nước sẽ xuất hiện sau 2 phút 44 giây nữa. Thì nếu như chúng ta bỏ con rồng này thì mọi thứ sẽ cực kỳ khó khăn cho chúng ta trong việc kiểm soát con Baron tiếp theo. Và để xem là Gam có cái cơ hội nào hay không. Và Levi đang muốn tìm một mục tiêu. Rõ ràng là Urgot phải được đẩy lẻ. Nhưng bây giờ Fnatic họ chia lẻ rất hay. Họ đẩy Humanoid đi chung với cả Kiaya. Thì điều này đồng nghĩa việc là Kiaya sẽ không thể nào đẩy cao được. Và chúng ta sẽ bị ép sân ở trên khắp bản đồ. Rất là khó khi mà Jun liên tục kiểm soát tầm nhìn tốt dành cho Fnatic. Khi mà cái phần sân từ khu vực rồng vào khu vực đó trụ 2 của Gam, mà trụ 2 đường giữa, trụ 2 đường dưới, chúng ta không còn tầm nhìn. Khi cứ mỗi lần cắm một con mắt ra là Jun là đi vào phá mắt với kia mùi của anh ta. 144 điểm tầm nhìn so với là 67 điểm nhìn đến từ Elio. Rất là khó khi bây giờ một con mau cai bạn không thể nhớ được. Đã vào tính chính xác. Đại băng tiết lần này nó không có nhiều tác dụng đâu. Tuy nhiên cái trụ bị lấy đi ngay lập tức lao thẳng vào tấp biến về bởi Elio. Và chúng ta chưa có quyền lực thiên nhiên xoáy chúng 3 thành viên đến từ Humanoid. Bán quyền thương tung ra đó rất là bị kẹt lại. Nhưng ta có một cái bán quyền thương đã được về kia Noah kìa. Ồ không ai hứng hết. Nhưng Noah có rất cực kỳ nhiều khả năng bảo kê đến từ đồng đội của anh ta. Levi bị kẹt lại, Levi sẽ nằm xuống. Razup cũng đã nằm xuống rồi. Bây giờ Gam họ đang còn 3 thành viên Humanoid đã đang bận đánh con xin giao chồng rồi không ai hứng được. Tầm mà anh ta mất quá nhiều máu, chúng ta không thể nào lao lên được. Rất là khó cho pha khi mà Gam muốn phòng ngự khu vực dưới. Đối phương đang quá là khỏe rồi. Razup anh ta bước vào giữa trụ 2, trụ 2 vừa không còn tấn công vào 3 thành viên đến từ của Gam. Muốn xoáy tốt với từ Humanoid. Gam muốn gỡ gạt nhưng lượng sát thương hiện tại tính toán game 2 lớp vẫn còn tương đối là hạn chế. Và bên phía bên kia thì mặc dù Oscarinin vào giữa ba người của đối phương nhưng mà anh ta vẫn còn sống sót lưu ra. Đang bận đánh con xin dao rồi, không có hứng con Kalista xong. Chắc chắn rằng phía Razor sẽ lao vào tình huống này. Nhưng cái điều quan trọng chính là cái quả cầu được đặt rất là hợp lý từ Humanoid. Xuất hiện đến từ Evo, cũng phải trúng ba người đến từ phía Humanoid. Lượng sát thương chính là hình của Gam bắt buộc phải lui về. Và Levi rất là nỗ lực, rất là cố gắng đá ngược Noah về nhưng không có sát thương bồi vào khi mà rất cố gắng từ Easy Love không quy chính xác của Noah nhưng chỉ dừng lại ở nửa lượng máu của đối phương mà thôi. Và Oscarin cũng đã kịp thời tới để cứu người chơi xạ thủ của mình và chúng ta thấy Oscarin không có sát thương. Anh ta dịch chuyển xuống, anh ta có mặt bị hất tung lên rồi anh ta không gây sát thương nhưng đó vẫn là pha chỉ đơn giản là anh ta vì có mặt. Ui anh làm hay gì anh ta lên trang bị kìa. Rồi bây giờ là bài tiết tung ra, nó trúng vào người của Kiaya. Kiaya bị gặp nguy hiểm rồi và đó đang tới. Kiaya lùi về với kinh thị của mình. Elio anh ta không có tốc biến, anh ta sẽ nằm xuống. Mạng dành cho Humanoid. Và đây là một Fnatic game 2 anh em ơi, chặt chẽ và kỷ luật. Và bây giờ thì sao nào, hiện tại Oscarin đang lướt trên tấm tảm nhanh ta quá trâu. Thôi xem nào, xoáy tung ra, Kiaya khuyên thị lùi về. Anh ta bị giữ chân lại, độ lọc rất đẹp đến từ Lee Sin trong tay của Levi. Và hiện tại Kiaya bị tiếp tục bị skip đó. Anh ta nằm xuống rồi, Easy Love bị làm chậm. Có cho mình chiêu cuối nhưng bây giờ Jun không dám lao vào. Và Fnatic họ muốn lấy con rồng
thay vì việc mà mạo hiểm lao thẳng vào giữa đội của đối phương. Levi đang ở đây, Levi cần phải có một tình huống cướp. Nếu mất đi con rồng này thực sự là khó chơi, nhưng Fnatic họ biết điều này, họ đang che chắn để giúp cho người chơi đi rừng của mình có được con rồng. Và họ biết rằng với ba người này ăn Baron là cực kỳ lâu, đến từ phía của Gam họ không việc gì phải vội cả. Đã có linh hồn rồng dành cho phía của Fnatic, ba rồng nước một rồng đất, lượng chống chịu bây giờ khả năng phục cực kỳ nhiều đến từ dàn tuyến đầu của họ, chính là Ryzhov cùng Oscarinin. Đến thời điểm này của ván đấu là con số gần 10.000 tiền, và thật sự phải nói rằng cực kỳ khó dành cho Gam rồi, khi mà linh hồn kích hoạt đến từ phía của Fnatic, bạn thấp máu bạn sẽ được hồi phục, và thậm chí là bạn còn được hồi phục khi bạn gây sát thương người của đối phương nữa. Và đây là một đội hình rất là dễ chơi của Fnatic về giai đoạn late game. Có Kassante, có Xin Zhao, có Orianna đều xanh như thế này. Thậm chí là Kalista của Noah đang quá khỏe với 4 món chuẩn bị lớn, sắp lên món chuẩn bị lớn cuối cùng rồi. Thì cơ hội để gỡ gạc lại dành cho Gam Esports là quá hạn chế, quá ít đòi. Chúng ta thấy là những cái nỗ lực của Gam để lấy mạng shutdown của Noah, nhưng mọi thứ là không đủ, bởi vì dù đối phương có khả năng che chắn, có khả năng búp phiên, nên là những nỗ lực của Levi là gần như bằng không. Bây giờ thì Gam họ có phòng thủ được tiếp những công trình của mình hay không, và Fnatic họ muốn lấy cái Baron này chỉ với một máy quét mà thôi, họ quét hết tất cả mọi tầm nhìn, chưa cuối được bắn ra. Ôi rồi. nó trúng vào người của Elio, tiếp tục không có tốc biến đến từ Elio. Elio bị tiếp cận của Lee, tuy nhiên tầm gần này nó không có nhiều hiệu quả đâu, và dấp bắt buộc sử dụng chưa cuối để anh ta có thể lùi về. Nhưng người chơi hỗ trợ của Gam đã nằm rồi, hơn người có linh hồn dòng nước, và ngay lập tức Fnatic họ giật ra khung Baron. Một thành công rất là lớn từ phía của Fnatic khi bắt thành công được một người của đối phương, và Elio đã bị hạ gục. Và bây giờ thì bạn hãy nhìn Ryzhov kìa, anh ta rất là thấp máu, chúng ta ăn cua xong lượng máu của anh ta bây giờ gần như là y nguyên rồi. Muốn tấn công Humanoid chăng? Humanoid có đồng hồ cát để outplay Levi. Levi đang cố gắng tìm mục tiêu, anh ta bị đẩy vai và Levi nằm xuống rồi. Fnatic họ đã quá quái, họ biết được ý đồ đến từ Levi. Có đồng hồ từ Humanoid, tốc biến của anh ta thoát đi khỏi tầm tấn công đến từ phía của Levi, và như vậy là anh ta an toàn. Trong khi đó thì muốn ra khu vực đường giữa, Oscarinin trang bị phòng ngự, nhưng anh ta đủ khỏe nha, anh ta đủ khỏe tấn công tình huống này. Và bây giờ anh ta bị kéo về, có luôn mũi quan tử thần muốn lấy mạng của Oscarinin. Anh ta chưa bị kéo về, bây giờ mới bị kéo về, và mạng dành cho Kiaya. Tuy nhiên Gam không còn đường về nữa rồi, có thể chấn nó trúng vào người của Humanoid. Nhưng Emo cũng bị dưới lớp, không có dàn chắn ở đây, họ đang cố gắng lùi về, và Fnatic họ đang muốn bắt. Tất nhiên là tầm nhìn của Fnatic là đầy đủ rồi, tốc biến đến từ Emo, ta đánh hạ thông nổ nhưng không xuống được hàng rồng, và vẫn sẽ có mạng dành cho Razop. Jun đang có mặt, anh ta đang tiếp cận một người của Izilep cố gắng bắn, và bắn chưa đủ ra tường, Izilep bị găm tăm, và mạng cuối cùng dành cho Noah. Rất khó dành cho anh phía của Gam khi mà họ di chuyển ra đối phương có linh hồn đồng nước, lượng máu hồi phục là quá nhiều, những cái sự khác biệt chính là cái lượng chênh lệch về kinh tế ở các vị trí từ bể tướng hả, không có cặp Kalista với lại Ash một cặp rất là mạnh đến từ Noah. Trong khi đó thì với lượng trang bị từ Humanoid, sát thương của anh ta cũng không hề thiếu tí nào cả. Một pha đá biết rằng mình bị tấn công, ổn đồng hồ rất nhanh đến từ Humanoid, tốc biến về đồng đội của mình để có được sự an toàn. Tìm một cặp 2-2 đi đường được với lại Ash với lại Kalista hơi khó. Liên tục bị bắt, có thể là cứ từng người bị hại gục. Những cái điều phải nói rằng Fnatic họ làm quá tốt cái điều này. Không có nhiều đội đi lên được với combo. Đến từ con Ash bắn đại bắn tiện chính xác, cứ dứt điểm những người thấp máu như là Elio, như là Levi. Thì khi mà dàn tuyến đầu chúng ta không còn nữa, thì tuyến sau cũng cực kỳ là khó chơi. Đối thủ đánh quá hay. Đó là những gì mà chúng ta thấy ở trong ván thi đấu thứ nhất này. Rõ ràng nếu như không làm gì thì chúng ta sẽ từ sẽ thua thôi. Bắt buộc phải làm. Nhưng muốn thắng á thì phải có Varus Rumble, nhưng mà hồi nãy tụi Fnatic nó khôn quá, nó ban con Rumble. Nếu mà đánh 2-2 mà Kalista Ash á, để mà thắng được nó hoặc đánh ngang thì là Varus với lại Rumble. Nhưng mà nãy nó ban con Rumble rồi. Tuy nhiên ý định của Fnatic họ sẽ lùi về một nhịp. Họ đang cầm tương đối nhiều tiền ở trên người. Thế sân bay đang muốn tạo ra hay chăng? Đây họ muốn bắt được của Levi, đang bắn tiếp tung ra. Wow. Levi né được cái đạn bắn tiện này với một pha hộ thể. Và Noah đang muốn tiếp cận vào người của Levi. Lính thì đang còn 2 con và đang chờ một cái wave lính tiếp theo. Levi đang tìm một con đường về. Anh ta sẽ lùi về đấy chăng? Đây ưng tiên phát hiện ra vị trí đứng của Levi. Và ý định đến từ các thành viên của Fnatic, họ sẽ đẩy tiếp bởi vì họ đang có bộ lại Baron trên người. Họ đang được có đủ 5 thành viên kéo lên đường trên này. Ít nhất là với phòng hồ, Levi anh ta đang chạy rất là nhanh. Bây giờ anh ta muốn quay người trở lại thì có vẻ như hơi khó, chặn chưa cuối. Nó chặn có Oscarinin, nhưng không đủ sát thương tới có Oscarinin khi đặt một quả cầu ra. Bây giờ Levi đang muốn kiếm góc. Phải kiếm góc thôi.
không kiếm gấp là chắc chắn sẽ thua. Levi đã Noah nó còn tốc biến. Đứng trên một cái thấu kính của đối phương, một cái bắt của đối phương, đá vào người của Human Noi, tốc biến lên lấy cử Kiaya, nhưng tìm vào người của Oscar thì Levi đã nằm rồi, xoáy được sử dụng, Kiaya thấp máu, Kiaya cũng sẽ nằm cùng với cả Levi và đã bị tiếp tục ra nó trúng vào Emo Q3 chính xác. Emo sẽ nằm. Double kill dành cho Human Noi. Elio là mục tiêu bị tấn công, anh ta lao vào giữ cho đối phương lại, nhưng anh ta cũng phải nằm theo sau. Easy lấp người, cuối cùng sống sót, tấp biến lên bởi Noah và găm tầm quá đau quét sạch dành cho Fnatic. Một pha thi đấu cuối cùng mình kinh thằng Noah trong ngày đấu với là Tấu Esports, anh ta gặp những khó khăn quá. Những đối đầu với Easy Love ở đầu tiên ngày hôm nay thì anh ta đang thể hiện sự phụ trợ rất là lớn, nhưng phải nói rằng những sự chuẩn bị của họ rất là kỹ càng. Không có gì bào chữa anh em ơi. Pha tích nó ảo trình quá. Và có pha ăn khởi đầu đến từ bên phía của Razor. Đánh tốt quá. Anh ta ăn cho mình đó là bãi sói, nó khiến cho cái lượng kinh nghiệm của Levi trên lệch rất là lớn so với lại anh ta. Shiza khỏe hơn như cấp độ đầu tiên sau là con Lee Sin. Cấp không có gì để nói. Ở cấp độ 5 mình đổi bạn. Chỉ là cấp độ 4 từ Lee vượt trội hoàn toàn thôi. Làm lại. Bạn còn đường ở phía dưới tại vì đơn giản. Ash và Kalista đẩy rất là nhanh so với lại Varus cũng khi là Maokai. Và họ tận dụng được hai thời điểm. Ở pha đầu tiên họ băng trụ, có thể là một thất bại của họ. Nhưng đến pha sau, Orianna đẩy trước và họ xuống khu vực đường dưới. Với cấp độ 6 đến từ Kalista, cấp độ 6 đến từ Ash. Ý đồ gì đâu, tại vì con Rumble bị cấm rồi. Thì lấy con Maokai xong đổi đường, cố gắng đánh một con Maokai mở giao tranh giai đoạn sau thôi. Và rõ ràng. Nhưng mà nay thằng Fnatic đánh tốt quá rồi. Thi đấu chắc chắn và có những cái sự bùng nổ nhất định và thậm chí là họ đọc chúng ta, đọc vị chúng ta như một cuốn sách vậy. Những đánh cái gì mà tốt chúng ta kinh làm, khủng luôn anh em. Set up trước ở trong cái não bộ của họ rồi. Và đúng là Fnatic họ rất khác so với cả FlyQuest. Cho nên là thực sự chúng ta đã gặp một đối thủ là khó nhai. Tức nghĩa là những cái sự chuẩn bị của chúng ta là có chứ không phải là không. Việc mà chúng ta có tình huống di chuyển với ba người và cướp bùa xanh của đối phương, ý đồ của chúng ta khởi đầu sẽ là tình huống có thể là ăn bùa xanh đến từ Razor. Làm lại em lại ván 2 thôi, hy vọng rằng